Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mình nữa xin chào Đức Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa chúng ta. Là người mà Chúa nói rằng là Chúa ẩm bồng từ khi trong lòng mẹ cho đến khi đầu râu tóc bạc này còn ẩm bồng. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn có lời của Chúa dạy dỗ. Amen. Amen. Dù tóc bạc, dù có sắp về với Chúa thì chúng ta cũng luôn luôn được có lời của Chúa trời dạy dỗ. Anh chị em học phổ thông tới đại học và tiến sĩ là hết đúng không? Còn mình đó thì sao? Cứ được học suốt đời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Càng học thì càng sâu nhiệm, càng học thì càng trưởng thành. Nên chúng ta không bao giờ quên lời của Chúa trời. Chúng ta sẽ cùng nhau ở trong Luca đoạn 14. Luca đoạn 14. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 25. Cho đấy nhà hãy tập này. Có đồng dân ông đi cùng với Ngài. Ngài quay lại bảo họ: nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể nào làm môn đệ ta. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước trên mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? Nếu không thì đổ nền xong nhưng không đủ sức hoàn tất thì ai nấy thấy vậy để chế nhạo rằng anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi. Có một vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem với thử là với 10,000 quân có chống nổi với vua kia đang đem 20,000 quân tấn công hay không? Nếu không, khi địch còn ở xa phải cử một phái đoàn đi cầu hòa. Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ ta. Muối là nó rất tốt, nhưng nếu muối mất mạng thì sẽ lấy gì làm cho muối ấy mạng lại được? Muối ấy không thể dùng để bón đất hay là trộn phân, phải đem vứt bỏ ra ngoài. Ai có tai để nghe hãy lắng nghe. Con 6-7 đó là: nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Ai không phát tập tự giá mình mà theo ta thì cũng không thể nào làm môn đệ ta. Chúng ta có đề tài đó là làm môn đệ Chúa Giêsu. Amen. Biết bạn chị em có muốn làm môn đệ Chúa Giêsu không? Amen. Muốn không? Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta hiểu chữ môn đệ là gì không? Các ai hiểu chữ môn đệ là gì không? Theo từ điển tiếng Việt là môn có nghĩa là tại gì? Là cái cửa. Môn tức là cửa. Đệ là dễ hiểu không? Đệ là em. Nó là học trò. Như vậy là môn đệ tức là cái một người thầy có nhiều học trò đi theo thầy. Và chúng ta hiểu được rằng là chữ môn đó có nghĩa là nhiều học trò đi theo thầy, và thầy chính là cái cửa. Thầy chính là cái cửa để học trò đó đi theo. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa Giêsu đó là ta là cánh cửa đúng không ạ? Phải không? Chữ môn đệ có nghĩa là những người em của Chúa Giêsu, những người học trò của Chúa Giêsu, những người sẽ bước vào cánh cửa để làm theo thầy của mình, để đi theo thầy của mình. Amen. Và chúng ta biết Chúa Giêsu khi Ngài được sinh ra
ghi rằng là con thánh ấy sinh ra được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Con thánh sinh ra được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu cũng nói rất rõ rằng là nhưng hãy ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời. Là những kẻ được ban cho đó, người ấy không sinh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Như vậy Chúa Giêsu sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Còn ai tin nhận Chúa Giêsu thì cũng trở thành con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sinh ra, thì những người tin nhận Chúa Giêsu cũng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu trở thành con cả giữa vòng anh chị em. Roma 8 câu 29 nói rằng là Ngài biết trước chúng ta, Ngài chọn lựa chúng ta để chúng ta trở thành người giống con Ngài, để con ấy trở thành con cả giữa vòng anh chị em. Như vậy Chúa Giêsu trở thành con cả thì hội thánh thì trở thành gì? Hội thánh thì trở thành con thứ, đúng không? Bạn bè mà chúng ta đọc lại Hebrew đoạn 2 thì câu 10 đến câu số 12 thì nói rằng Đức Chúa Trời đáng vì Ngài và bởi Ngài mà có muôn vật, khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, đã theo ý Ngài và khiến tác giả của sự cứu rỗi được hoàn hảo qua sự thống khổ. Cả đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con một cha. Vì thế Đức Chúa Giêsu không thẹn mà gọi họ là anh chị em. Ngài phán, con sẽ công bố danh Chúa cho anh chị em con, giữa hậu chúng con sẽ ca ngợi Chúa. Amen. Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa trở thành con cùng một cha. Amen. Amen. Nên Chúa Giêsu không hổ thẹn gọi Ngài là anh chị em của họ. Amen. Amen. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được môn đệ của Chúa Giêsu là những người em của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Rất là đặc biệt, đây là một ý nghĩa rất là đặc biệt. Các môn đệ của các thầy trong thế gian, là chẳng hạn như thầy dạy võ, thì có những người đến để học võ thì được gọi là môn đệ, môn đồ. Có nhiều tên để mà gọi cho những người kia thế này đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nó rất gần. Đó là không những là người ngoài bước vào được gọi là môn đệ, nhưng mà ở đây tất cả những người ở trong Chúa Quốc Thánh Giêsu đã tin nhận Chúa Giêsu trở thành em của Chúa Giêsu. Amen. 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 Thánh sẽ như thế. Trở thành em của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là đầu của hậu thánh. Hậu thánh là thân thể Ngài. Amen. Giữa Chúa Giêsu và hậu thánh, giữa cái đầu và thân thể, nó gắn kết với nhau rất mật thiết, đầy dẫy sự sống trong Đức Chúa Trời. Amen. Ở đây con muốn nói rằng là Chúa Giêsu chúng ta là ngôi lời, là Đức Chúa Trời. Thì đó rõ ràng Ngài chính là ngôi lời, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi trở thành xác thịt ở giữa chúng ta thì Ngài được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Ngài được gọi là con của Đức Chúa Trời và được gọi là con cả giữa vòng anh chị em. Suốt năm tháng Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Chúa Giêsu từ bỏ không có nắm giữ địa vị là một Đức Chúa Trời. Ngài tạm gác điều đó. Suốt 33 năm trên đất, Ngài không sử dụng cái quyền của một Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài sử dụng quyền của con Đức Chúa Trời. Amen. Và sau đó thì Chúa kêu gọi các môn đồ, các môn đệ đi theo Ngài. Những người đó là những người tin nhận Chúa Giêsu, là những người được Đức Chúa Trời sinh ra, là những người em của Chúa Giêsu, và Ngài là con cả giữa vòng anh chị em. Amen. Chúng ta có tin rằng là chúng ta là em của Chúa Giêsu không? Chúng ta có tin rằng là chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu không? Chúng ta cùng đi với Chúa Giêsu, cùng làm việc với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giảng chữa lành đuổi quỷ thì chúng ta cũng giảng chữa lành đuổi quỷ. Amen. Amen. Chúa Giêsu giảng phúc âm
giàu được sức giàu. Thánh linh của Ngài đầy dẫy trong Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng là thần của Chúa ngự trên ta và Ngài đã sức giàu cho ta làm gì ạ? Tin lành cho những người nghèo. Amen. Sự sức giàu bằng thánh linh và quyền phép để giảng tin lành cho người nghèo, đã đem những người phu tù của Satan ra khỏi sự phu tù đó, ra khỏi sự nô lệ, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bệnh tật, ra khỏi ma quỷ áp chế, ra khỏi tất cả những gì thuộc về thế gian, thuộc về xác thịt tội lỗi, thuộc về Satan, được ra khỏi hoàn toàn. Amen. Và Chúa Giêsu đã giải phóng những môn đệ của Ngài, thì Ngài cũng sử dụng những môn đệ của Ngài để giải phóng tất cả những con người trong thế gian. Amen. Bởi vì thời điểm của Ngài đến và thời điểm của Ngài đã chết và đã sống lại và Ngài đã về trời, thì Ngài giao lại cái quyền đó cho môn đệ của Ngài là những người kế thừa Chúa Giêsu. Và những người này là những người mà Chúa nói rằng là các người tin ta thì cũng hãy làm những việc ta làm và những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Amen. Ta đi về cùng Cha. Và môn đệ của Ngài cũng còn một Cha thiên đàng mà thôi. Amen. Nên Chúa nói là ta đi về cùng Cha, còn các em hãy ở lại. Amen. Để mà tiếp tục công vụ. Amen. Amen. Nên chương trình của Đức Chúa Trời chúng ta suy nghĩ. Chương trình của Đức Chúa Trời gọi là chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Và một Đức Chúa Trời trở thành một con người, trở thành con cả với bọn anh chị em và chinh phục, kêu gọi những môn đệ của Ngài để cùng làm việc với Ngài, để kinh nghiệm Đức Thánh Linh với Ngài, để kinh nghiệm sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Rồi sau đó Ngài về trời và Ngài giao cái quyền đó lại cho các môn đệ. Và qua hội thánh đầu tiên, chúng ta thấy được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đổ xuống trong ngày lễ vũ tụ. Và bài giảng của Phi-e-rơ đã 3.000 người tiếp nhận Chúa Giêsu, rồi lên 5.000 người, rồi sau đó không đến được nữa. Và chúng ta thấy được cái dòng chảy của Đức Thánh Linh. Bởi vì văn thứ nhất đoạn 5 câu 7 nói rằng là Đức Thánh Linh đấng làm chứng, và Đức Thánh Linh là thật. Nên Đức Thánh Linh là đấng làm chứng về Chúa Giêsu, nên chúng ta cũng làm chứng về Chúa Giêsu. Nên giữa chúng ta và Đức Thánh Linh cùng làm chứng về Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu đến cũng được đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu với Đức Thánh Linh cũng làm chứng về Chúa Giêsu và đem nhiều người bước vào trong vương quốc của thiên đàng. Như vậy Chúa Giêsu của chúng ta đến để giảng phúc âm, để chữa lành, để tử quỷ, để giải phóng tất cả những con người bị nô lệ của Satan và biến đổi cuộc đời của họ trở thành những cuộc đời giống Chúa Giêsu. Amen. Phải vậy không? Chúa thế nào chúng ta thể ấy trong thế gian này. Amen. Chúng ta phải giống Chúa Giêsu. Đây là điều mà trong Roma 8:29 nói rất rõ. Để chúng ta giống hình ảnh con Ngài. Amen. Và con ấy trở thành con cả giữa vòng anh chị em. Tôi muốn nói nhiều điều này để mỗi một đời sống của chúng ta thật sự hiểu rất rõ cái địa vị của chúng ta là ai. Amen. Địa vị chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Địa vị của chúng ta là em của Chúa Giêsu, là môn đệ của Chúa Giêsu. Và chúng ta không còn một con đường nào khác, không có mục đích nào khác, đó là mục đích cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Giêsu làm thế nào, chúng ta hãy làm thế ấy. Amen. Amen. Đừng đi một đường khác, đừng đi lại. Tôi nói như vậy hồi nãy có hiểu không ạ? Chúng ta không đi. Có nhiều anh chị em làm chứng về Chúa Giêsu một thời gian thấy mệt mỏi quá đã không chứng luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ ngưng lại cái thời gian đó thì chúng ta làm gì? Có phải rằng là Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng là những khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền thánh và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, lấy chứng người sẽ sang bên cho đến cùng trái đất. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Anh chị em có muốn đi khắp trái đất không? Có muốn trở nên làm giáo sĩ đi khắp nơi trên thế giới không? Tôi có một vị ông là chủ tịch là truyền giáo của Malaysia. Ông tên là Gia Rai. Tôi gặp anh em mình là người dân tộc Gia Rai, nó dân Tây Điện Giang vậy đó. Và ông kể lại rồi ông nói rằng là
Hậu thánh của ông là những người thiểu số, là hậu thánh người dân tộc vùng cao đó, gặp gỡ Chúa, rồi họ làm chứng, đã làng này tin Chúa, lấy làng khác tin Chúa, mà hết rồi đó. Bây giờ biết làm chứng cho ai, nó đổ xuống đồng bằng, đổ xuống thành phố. Từ những người dân tộc thiểu số mà họ đổ xuống thành phố, mà họ làm cho các thành phố cũng tin nhận Chúa Giêsu, đầy dẫy quyền năng và phép lạ. Đến nỗi mà bây giờ họ nói rằng là không còn, còn nhờ cái khu vực của họ không còn mặt chất nữa, bởi vì tiếng Chúa nhiều quá rồi, nhiều hết rồi, trên 50% rồi. Bây giờ họ đã gửi giáo sĩ đi khắp nơi trên thế giới, 50 nước, một khẩu thánh vùng cao. Và bây giờ gửi giáo sĩ đi trên 50 nước rồi. Đây là một phép lạ phải không? Đây là việc quá siêu nhiên quá. Chúng ta muốn đi không? Phải thật sự hiểu rằng chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Amen. Hãy đặt tay lên là con là môn đệ của Chúa Giêsu. Con là môn đệ của Chúa Giêsu. Hãy nói người bên cạnh mình đây. Bạn là môn đệ của Chúa Giêsu. Bạn có hiểu môn đệ là gì không? Có nghĩa là làm theo thầy. Amen. Thầy làm gì hãy làm theo. Thầy đi đâu hãy đi đó. Amen. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu cái chữ môn đệ. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta bước vào phần thứ hai. Điều kiện làm môn đệ là gì? Điều kiện làm môn đệ thì Chúa nói rằng là nếu ai đến mà theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em, chính mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Và ai không bắt thập tự giá mình mà theo ta thì cũng không thể làm môn đệ ta. Như vậy là làm môn đệ Chúa Giêsu điều thứ nhất là gì? Phải ghét cha mẹ, anh chị em, mọi thứ. Cái câu này nó hơi sốc hết. Phải không ạ? Nhiều người đọc cái chỗ này là không muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu đâu. Phải không? Nhưng mà chúng ta có bốn sách Tin Lành. Và chúng ta suy gẫm các sách khác. Thì nhưng mà Matthew thì nói rằng là ai muốn theo ta, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, yêu vợ chồng con cái hơn ta, đất ruộng hơn ta thì không đáng cho ta. Như vậy thì rốt cuộc lại á, muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu là phải yêu Chúa trên hết thì mới làm môn đệ của Chúa Giêsu được. Nếu mà chúng ta yêu cha mẹ, yêu chồng, yêu vợ, yêu con cái, yêu của cải, yêu cái nhà của mình, yêu tất cả những gì thế gian này, không yêu Chúa là sao làm môn đệ của Chúa được. Amen. Nhưng mà để làm môn đệ của Chúa, điều đầu tiên là chúng ta phải yêu Chúa trên hết. Amen. Bởi vì những người mà họ yêu Chúa lên thế nào, như là Chúa đi ngang qua nè, những anh em đánh cá thì chúng ta hãy theo ta, thì họ bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ tất cả mà đi theo Chúa Giêsu. Amen. Phải vậy không? Bởi vì họ yêu Chúa hơn là cha mẹ, họ yêu cha mẹ, họ yêu vợ con, họ yêu anh em, thì làm sao họ bỏ họ đi được. Nhưng mà họ đi theo là bởi vì họ yêu Chúa hơn hết. Amen. Amen. Chúng ta là có một quyết định là yêu Chúa số 1 không? Đó là mà nhiều lúc là bây giờ mình muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, mình muốn đi ra để răng dẫn của con, mà vợ không muốn thì chúng ta như thế nào? Nên nhiều lúc là hôn nhân dạy rất là tốt cho hôn nhân, cho chồng, cho vợ phải bằng lòng, phải thế này và thế kia, phải không ạ? Nhưng mà nếu bây giờ Chúa kêu gọi mình trở thành môn đệ mà vợ không đồng ý, chúng ta có đi không? Hay là Chúa gọi vợ mà chồng không đồng ý thì chúng ta có đi không? Ai yêu vợ hơn ta không đáng cho ta, ai yêu chồng hơn ta không đáng cho ta. Amen. Sao chỗ này khó quá không? Khó à? Chúng ta đã tuyên bố là mình là môn đệ của Chúa Giêsu rồi mà, phải không? Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em, mà chính mạng sống của mình thì không thể làm môn đệ ta. Chính cả mạng sống của mình nữa, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ đói, chúng ta sợ này sợ kia,
thì cũng không xứng đáng. Như vậy thì cái chức vụ làm môn đệ của Chúa Giêsu là vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng, vô cùng vĩ đại, không thể nào mà bình thường được đâu. Amen. Một cái chức vụ vô cùng trọng đại đấy. Những người ngày xưa, ngày hôm nay cũng có những người quyết định bỏ nhà, bỏ gia đình của mình để đi theo thầy. Nhiều lúc là đi theo thầy bói, đi theo phù thủy, mà học khách sạn bỏ để đi thế. Họ đi học, nhiều lúc là học bỏ cả vợ cả con mà đi lên núi, người ta đi tu. Họ quyết định họ bỏ đấy. Nó mơ hồ, nó không có hậu quả, cũng không biết rõ cái hậu quả như thế nào. Nhưng mà chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta biết rõ nó lớn lao vô cùng, nó tuyệt vời vô cùng, nó giá trị vô cùng. Amen. Thì cái việc mà yêu Chúa trên hết và liều mình từ bỏ chính mình để đi theo Chúa. Có nhiều người, tại sao chúng ta suy nghĩ nào? Tại sao nhiều người rất là giàu có ở bên nước Mỹ, ở bên Âu Châu mà họ bán hết nhà cửa, họ làm môn đệ của Chúa Giêsu, họ qua các nước Phi Châu, họ qua Trung Quốc, họ qua Việt Nam, họ qua những cái nơi mà gọi là ăn thịt người, những cái đảo ăn thịt người mà họ cũng sẵn sàng lên, họ liều mình từ bỏ chính mình luôn, chết cũng được, miễn là cứu người thôi. Amen. Amen. Chúa Giêsu được Kinh Thánh Hebrew đoạn 12 câu 2 thì chúng ta nhớ không? Điều gì mà khiến Chúa Giêsu chấp nhận thập tự giá khinh điều sỉ nhục? Điều gì khiến Chúa Giêsu chấp nhận thập tự giá và khinh điều sỉ nhục? Hiểu không? Ngài đặt sự vui mừng trước mặt mình, chấp nhận thập tự giá khinh điều sỉ nhục. Nhưng mà cái sự vui mừng trước mặt mình là gì? Cái sự vui mừng đó mà Ngài sẵn sàng chấp nhận thập tự giá, Ngài sẵn sàng chịu đau đớn, Ngài sẵn sàng chịu chết. Như vậy cái sự vui mừng đó là gì? Là Chúa nói trong Giăng đoạn 12 câu 3 câu 1 rất là 3-2: khi ta bị treo lên cây gỗ thì ta đã kéo nhiều người trở lại cùng ta. Amen. Khi ta bị treo lên cây gỗ, khi ta lên thập tự giá, khi ta chết trên thập tự giá, ta sẽ kéo nhiều người trở lại cùng ta. Đó là sự vui mừng này đặt để trước mặt mà Ngài chấp nhận thập tự giá khinh điều sỉ nhục. Amen. Amen. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ gia đình, cha mẹ, chị em ở đây, nó thật ra nó từ bỏ, chúng ta đâu có từ bỏ đâu, chúng ta để lại phòng số 2 thôi, phải vậy không? Chúa là số 1. Amen. Và gia đình của chúng ta là số 2, chứ không thể nào mà chúng ta để gia đình chúng ta là số 1 hay là anh chị em chúng ta cái gì đó là số 1 được. Phải yêu Chúa và liều mình vì Chúa, bởi vì chức vụ là môn đệ của Chúa Giêsu là chức vụ mà cao quý vô cùng. Ai hầu việc ta, hãy theo ta. Ta ở đâu người hầu việc ta ở đó. Ai hầu việc ta thì cha ta tôn quý. Amen. Người anh cả đã tuyên bố rằng ai hầu việc ta thì cha ta sẽ tôn quý người. Amen. Đức Chúa Trời tôn quý chúng ta thì quá tuyệt vời. Đức Chúa Trời tôn quý chúng ta, Đức Chúa Trời coi chúng ta là một người vô cùng quan trọng trước mặt. Nên ai đụng đến chúng ta là đụng đến con người của mắt. Amen. 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 Để chúng ta để biết, nhiều người đụng đến người rất giàu, chấm mình trong thời mua xe là chết, tất cả miệng lửa cháy tuyên, đụng chết hết trong đồng phận, bởi vì đụng đến những người phục vụ Đức Chúa Trời, đụng đến những người mà Đức Chúa Trời sức giàu. Chúa Giêsu được sức giàu bằng thánh minh và quyền phép, đi từ nơi này chỗ kia, từ thành này đến thành khác, từ làng này đến làng khác. Và chúng ta cũng đã được sức giàu bởi vì ngày lễ cuối cùng là ngày lễ mà thánh linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống.
bắt tên và Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đầy dạy Đức Thánh Linh và Ngài tuyên bố Ngài được sức dầu và Thánh Linh một việc khác. Nên những người được bắt tên và Đức Thánh Linh thì những người đó cũng được sức dầu và Thánh Linh một việc khác. Và sự sức dầu này là đầy cả bên ngoài và đầy cả bên trong và lửa bên trên nữa, vô cùng lớn ra đó, chứ không đơn giản chút. Nên Phaolô khuyên rằng thưa anh chị em, tôi khuyên hãy dâng cơ thể mình làm một lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng thay đại của anh chị em. Hãy dâng cơ thể mình làm một lễ sống và thánh, hãy dâng cho Đức Chúa Trời. Tại sao Phaolô nói rằng là bây giờ tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng mà đang phải sống thật. Tôi chết mỗi ngày, tôi chết mỗi ngày, không phải là tôi nữa. Amen. Nếu là tôi, chúng ta còn sử dụng cái tôi của mình, chúng ta vẫn còn sử dụng cái ý riêng của mình, chúng ta vẫn bất phục chính mình, chúng ta không chịu chết, không chịu bất thật tự giá, cùng chết với Chúa Giêsu, thì chúng ta không thể nói với Phaolô được là bây giờ tôi sống, phải tôi sống được, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Amen. Nếu chúng ta chết thì Chúa sống trong chúng ta, nếu chúng ta không bắt thật tự giá thì Chúa không thể sống trong chúng ta được đâu. Không thể là môn đệ của Chúa Giêsu. Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ vợ con anh chị em mà chính bản thân mình thì không thể làm môn đệ ta. Amen. Ai không bắt thật tự giá mình mà theo ta thì cũng không thể làm môn đệ ta. Phía trên thì Ngài nói rằng là chúng ta phải từ bỏ tất cả và từ bỏ chính mình. Amen. Và ở dưới Ngài nói rằng là phải bác thật tự giá của mình. Lần này anh chị em có bác thật tự giá không? Có không? Có không? Bác thật tự giá là bác như thế nào? Bác chịu khổ đúng không? Chịu người ta mắng hiếp đúng không? Người ta chăm chọc rồi người ta đó, hành rồi người ta, vu khống rồi người ta, đủ mọi thứ rồi đúng không? Không. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta phản ứng như thế nào? Chúa Giêsu yêu hậu thánh, phó chính mình vì hậu thánh, để làm cho hậu thánh nên thánh, không vết, không nhanh, không chi, giống như bài bá thánh sạch không tội. Amen. 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 Thập tự giá là sạch sạch chứ. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã mang thật tự giá, nhưng mà lạ lùng thay là chúng ta phản ứng hoàn toàn ngược lại với thật tự giá, ngược lại với Chúa Giêsu của chúng ta. Chúa Giêsu như chiên con chẳng đánh hàng làm thịt, như chiên công trước mặt kẻ hấp lâm, Ngài không mở miệng. Thật tự giá là đau thật là đau mà không mở miệng chịu đựng, đó là bắt Phật tự giá mình. Amen. 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 Không có nhiều người đụng vô là lên lên cơn liền, đụng vô là trả lời liền, đụng vô là nói liền, đụng vô là phản ứng liền. Như vậy là chúng ta nói là Phật tự giá là sao? Chúng ta hoàn toàn thức từ. Nên Phaolô nói là chúng ta sống ngược lại cái Phật tự giá, có nghĩa là khi chúng ta được Chúa muốn chúng ta bắt thập tự giá thật sự, nhưng mà chúng ta phản ứng chống lại thập tự giá, có nghĩa là chúng ta sống ngược lại với thập tự giá. Có phải vậy không? Chồng nói một tiếng là mình trả lời 2-3 tiếng. Chúng ta lần đầu tiên mà chúng ta nói người vợ sao? Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục chồng trong mọi thứ, như hậu thánh vâng phục Chúa cứ thế và sẵn sàng sẵn sàng chết đúng không? Vâng phục chồng như hậu thánh vâng phục chúng ta có thấy rằng là hậu thánh nó dám chửi Chúa Giêsu không? Nhưng mà vợ chửi chồng đó không? Hậu thánh dám sỉ nhục Chúa Giêsu, dám nói nặng Chúa Giêsu không? Hậu thánh luôn luôn tôn trọng Chúa Giêsu, còn vợ thì sao? Chẳng tôn trọng chồng chút nào. Đừng là nói, đừng là nói, có nghĩa là sỉ nhục, không còn cái gì hết.
Như vậy thì chúng ta xem lại, chúng ta là Chúa Giêsu trở nên đầu vợ đất là thân, và chồng là đầu của vợ, vợ là thân, đúng không? Nhưng mà vợ không quân phục chồng, mà chửi chồng, nó nặng chồng, sỉ nhục chồng. Có nghĩa là khi mà đã tức lên rồi là không còn cái gì, những cái gì cái thuộc về điện mà tôi đem ra nói. Như vậy thì Chúa Giêsu luôn luôn nói về hậu thánh, và Chúa Giêsu cũng như là chồng của vợ nên so sánh với nhau. Còn cái người chồng thì sao? Phải yêu vợ như chính bản thân, và yêu vợ giống như Chúa Giêsu yêu họ thật, và chết vì họ thật. Nhưng mà vợ nói một câu, cãi lại một câu, phải vậy không? Không có nặng miệng chỗ này, phải vậy không? Không có nặng miệng, không giống như chiên con trước mặt kẻ con. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu giảng dạy là giảng dạy, chữa lành là chữa lành. Ông Ngài giảng dạy là vô cùng tuyệt vời. Ngài giảng dạy bất cứ từ Pharisee cho từ những người lãnh đạo cho đến dân sự, Ngài giảng dạy rất là rõ ràng. Nhưng mà khi bào pháp tự giá thì Ngài không bảo hiểm. Ngài nhìn nhận, Ngài chấp nhận, Ngài chịu được, Ngài nhân từ đối với họ. Mà nếu có bảo hiểm thì Ngài nói rằng là Ngài cha tha cho họ vì họ không biết chuyện họ. Và tôi tin chắc rằng những người chồng chưa bao giờ nói câu đó với vợ, đúng không? Đúng không? Chứ bây giờ nói Chúa ơi tha cho vợ con không biết đang nói gì. Mấy người mấy giờ này thì chắc là mấy bà vợ thất mất. Nhưng mà vợ mà chửi chồng đi thì sao? Tính nhập chồng rồi đó. Nên tôi nói anh một số này chúng ta, Chúa dạy hai chuyện rất là kỹ. Amen. Rất là kỹ. Không những là chúng ta là người vợ, người chồng giống như Chúa Giêsu với hội thánh, nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Môn đệ của Chúa Giêsu là giảng phúc âm đi ra, bị đánh, bị đập, bị tù, bị vu khống đủ mọi điều hết, thì họ họ sao? Họ nói như vậy đi, xin cha tha cho họ thì họ có biết điều họ làm không hết, chứ không phải xin sổ lên với họ, không phải cãi lộn với họ. Bởi vì chồng cũng là môn đệ của Chúa Giêsu và vợ cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, cùng một hướng là cứu độ nhân. Amen. Cùng một hướng là cứu độ nhân, nên phải thật sự phát thật tự giá, phải thật sự từ bỏ những gì mà mình yêu quý đã trước để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Và môn đệ của Chúa Giêsu phải là một người có giá trị rất là cao quý, giá trị đời đời. Trước cái giá trị trước mặt Đức Chúa Trời thì không ai có thể nào có thể so sánh được đâu. Amen. Ngay cả đời này và cả đời sau nữa, chúng ta biết được hội thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam bây giờ đã có giá trị trước mặt đất nước Việt Nam, trước mặt những người cầm quyền từ trung ương cho đến địa phương đó. Rất là quan trọng. Ngày xưa người ta chà đạp không còn là cái gì, bởi vì họ mà họ hiểu sai, họ hiểu sai về tinh thần. Nhưng mà bây giờ thấy rằng tinh thần làm rất tốt và những việc thật tốt. Amen. Cảm ơn Chúa. Vừa rồi thì tôi cũng được ban một trận tổ quốc Việt Nam thì mời anh chị em có thấy có lãnh đại đâu, có thấy không? Cảm ơn Chúa. Thì hậu thánh của mình dù là nhỏ, các hậu thánh môn giáo Phật giáo thì họ cũng dân hiến rất là lớn. Có nhiều người đăng tới 300 triệu, có nhiều người dân 100 triệu, mấy chục triệu, rất là nhiều. Nhưng hậu thánh của mình thì cảm ơn Chúa, mình đi cũng làm ít, cũng ra mắt viện nhà, ra mắt đông người ở đó cũng phải có đó cả ngàn người, 2000 người chứ không biết lắm. Được lên sân khấu và tặng cái thằng tấm lòng vàng nó che lên, nó che lên đó. Anh chị có được khích lệ điều này không? Chúng ta không có biết vàng là cô Chúa, bạc là cô Chúa. Amen. Những gì làm để vinh hiển danh Chúa và hậu thánh được người ta biết đến là những người làm lành, chữa lành, làm lành. Có một anh em đó, có một sư thì chữa lành nhiều lắm á, chữa lành nhiều lắm. Đáng nói như vậy đó rồi chúng ta cảm. Nên chúng ta cảm ơn Chúa, cái quyền biết đến chúng ta, đó là Chúa bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta làm những việc lành,
dù có bị bắt bớ, dù có vu khống, dù có hiểu sai như thế nào, chúng ta một con đường, một cuộc rất mà thôi. Và con đường đó là Chúa Giêsu, cánh cửa đó là Chúa Giêsu, một cách đó là Chúa Giêsu đã đi trước. Amen. Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu rỗi cho nhân loại là Chúa Giêsu là người đầu tiên, là người đi trước. Ngài là con người thật sự, Ngài là con Đức Chúa Trời thật sự, Ngài là con cả nữ hoàng anh em thật sự, để chúng ta có một cái tấm gương để chúng ta tiếp tục nối gót Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu. Và tôi tin chắc rằng là ai đi theo Chúa Giêsu thì Chúa nói là được bên miệng. Amen. Amen. Chúa sẽ làm cho chúng ta bên miệng. Nếu Chúa Giêsu cầu nguyện trong cái gian đoạn 17, Ngài cầu nguyện với cha nói rằng là xin cha hãy làm vinh hiển con, bởi vì vì con đã làm vinh hiển cha. Amen. Con làm vinh hiển cha thì cha sẽ làm vinh hiển con. Amen. Đức Chúa Trời sẽ làm vinh hiển cho hậu thánh. Hậu thánh sẽ được vinh hiển, hậu thánh sẽ được nổi tiếng, hậu thánh sẽ được nhiều người biết đến, không chỉ đất nước Việt Nam này mà thôi, nhưng mà hậu thánh sẽ được thế giới biết được. Amen. Amen. Như vậy điều này của chúng ta có vô cùng quan trọng không? Amen. Chúng ta bỏ cái nghề đánh cá để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Người nhiều người bỏ bàn thuế để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Nhiều người bỏ những cái việc rất lớn lao họ đang làm. Nhiều người bỏ là những người đại gia, một người làm việc rất lớn để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Amen. 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 Bởi vì làm môn đệ của Giêsu có giá trị ngay hôm nay và cả đời đời nữa. Amen. 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 Nhiều người được biết đến dù người đó qua đời thì vẫn nói, phải không? Giống như là Amen nhiều chết rồi là vẫn còn đó, vẫn còn cái tiếng để lại. Amen. Amen. Rất nhiều mục sư nổi tiếng trên thế giới được ghi vào lịch sử của thế giới, nhưng việc như là mục sư Billy Graham được ghi lại có bảo tàng để lại nữa. Mỗi lần anh em qua Mỹ thì bao bị bảo tàng của Billy Graham để nhìn thấy những cái gì lịch sử ghi lại, đó là tuyệt vời. Nhưng mà điều vô cùng quan trọng đó là thiên đàng sẽ ghi tên chúng ta, sẽ ghi lại công việc chúng ta làm. Amen. Những gì ta hy sinh, những gì chúng ta thật sự giống Chúa Giêsu bắt thật từ giá, Chúa Giêsu đã bắt thật từ giá thì chúng ta phải theo Chúa Giêsu sẵn sàng bắt thật từ giá. Amen. Amen. Chúng ta cần phải trưởng thành điều này. Đừng có nói là tôi chịu khổ với Chúa Giêsu bởi vì người này chửi tôi, người này vu khống tôi, người này xem tôi không ra gì. À, điều đó chị em nói đúng, nhưng mà cái phản ứng của mình hoàn toàn ngược lại, không có chấp nhận đâu, phải vậy không? Có nghĩa là sống tranh lại với Phật tử giáo thì không phải. Từ nay cho đi anh chị em sẵn sàng có Phật tử giáo thì hiện tại nếu hội thánh không có vấn đề gì đó thì đừng đem ra bàn nó của thế này thế kia, nhưng mà hãy cầu nguyện, phải vậy không? Có ai đó không tốt, có ai đó có tiếng xấu thì hãy là người cầu nguyện chấp nhận cho nó. Người này làm như vậy là mất có niệm chưa, làm như vậy là mất là hậu thắng mang tiếng tâm. Chúng ta chỉ trích không à, chúng ta không phải là người chấp nhận Phật sự giác. Amen. Bởi vì trong hậu thắng của Chúa có nhiều người yêu đương, có nhiều người sống tốt với Phật sự giác. Nhưng mà nếu chúng ta sống là người đúng với Phật sự giác, là một người chữa thật, thì chúng ta hãy là một con người Chúa ở xin Chúa tha thứ cho anh này, thì Chúa tha thứ cho chị ấy, bởi vì chị ấy không biết điều họ là. Amen. Chứ không phải là chúng ta thấy cái gì đó chẳng bằng lòng mình nó ra tụ năm tụ bảy lại cho nó hành nó xấu thế này thế kia, thì như vậy chúng ta không xứng đáng là một ngày của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu im lặng biết bao nhiêu điều, dân dân cơ rồi có bà mẹ nó vô xin người đứng bên hữu đứng bên tả, phải không ạ? Chúa Giêsu không có mắng nhiếc, không có chỉ trích. Nhưng Chúa nói rằng là vì đó tao cho được cha mới cho được, cho tao cho được không? À, rất là khôn ngoan, rất là tuyệt vời. Nên chúng ta cần phải hiểu được, phải liều mình bất thật tự giá và theo Chúa. Amen. Amen. Mà liều mình bất thật tự giá có nghĩa là không mở miệng, chịu đựng, chịu vu khống, chịu thiệt thòi, chịu người ta chửi bới, chịu người ta đánh đập, sẵn sàng, được không? Được không ạ? À? Bởi vì Chúa muốn chúng ta là những người trưởng thành, Chúa muốn chúng ta giống Chúa. Amen. Phải vậy không?
có phần thưởng ở trên trời. Chúa muốn chúng ta tốt tốt và cái người như vậy là cái người vô cùng siêu nhiên, vô cùng tuyệt vời. Amen. Cái người bắt gặp được giá như Chúa Giêsu là cái người giống Chúa Giêsu và vô cùng tuyệt vời. Nên chúng ta thấy rằng là cái tấm gương đó rằng là ngày chắc cái sự vui mừng trước mặt mình, chấp nhận thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên phải của Chúa Trời. Amen. Nếu Ngài không để cái sự vui mừng đó mà chấp nhận thập tự giá, khinh điều sỉ nhục thì con ngồi bên phải của Chúa Trời không? Không thể. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là con người. Amen. Cái phần mềm Ngài chấp nhận Đức Chúa Trời tôi không nói ở đây. Nhưng mà nếu Kinh Thánh Chúa Giêsu làm việc giảng phúc âm chữa lành rủa quỷ, Ngài là Đức Chúa Trời đó, chúng ta không có theo nổi đâu. Đúng không ạ? Chúng ta không bắt thập tự giá theo Chúa Giêsu nổi, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời thì Ngài bắt thập tự giá không sao, Ngài chịu đựng không sao, tôi không có theo được. Nhưng mà Ngài là con người thật sự, và Kinh Thánh Hebrew đoạn 2 đến Hebrew đoạn 1 nói rằng là Ngài giống chúng ta trong mọi sự. Chúng ta có khi còn biết thì Ngài cũng có phần vào đó. Amen. Nay Ngài mới trở thành tấm gương cho chúng ta. Ngài nhìn trên Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin, hay là Ngài là đầu tiên hay là kết thúc của đức tin. Ngài là con người thật sự, Ngài tin cậy hoàn toàn ở Đức Chúa Trời. Ngài bước đi ra làm chức vụ hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời, chữa lành cũng nhờ Thánh Linh, rồi giải cứu cũng nhờ Thánh Linh, rồi nhìn nói và phép lạ cũng nhờ Thánh Linh, rồi dạy cho các môn đồ cũng nhờ Thánh Linh, rồi chết rồi sống lại cũng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài tin cậy hoàn toàn từ giờ đầu cho đến giờ cuối. Amen. Ngài nhìn xem Chúa Giêsu khởi đầu và kết thúc bởi đức tin. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu bắt thập tự giá và sau đó Chúa Giêsu kết quả quá nhiều, đúng không? Và các môn đồ của Chúa Giêsu, môn đệ của Chúa Giêsu như là Phi-rơ, như là Giăng, rồi như là Phi-líp, rồi những người theo sau đó thì chúng ta thấy rằng là họ kết quả quá nhiều và hậu thánh của Chúa mở rộng quá nhanh chóng. Cho đến thế kỷ thứ 3 thì hậu thánh của Chúa đã chiếm lĩnh cả đế quốc La Mã. Amen. Amen. Có ai dập tắt nổi thế giới này? Không ai có thể dập tắt nổi những môn đệ của Chúa Giêsu. Họ không còn sợ chết nữa, họ tiếp tục giảng, tiếp tục giảng, tiếp tục giảng, bởi vì họ nhắm mục đích mà dạy. Amen. Thánh Linh khải thị như thế nào? Phi-rơ đang ở Jerusalem thì Chúa mặc khải đến đến cái chỗ nhà học đây, phải không? Có bụi đậm mùi lắm. Đến cái gia đình học đây, cái giảng ở đây là một cái dân tộc bị ngoại quốc, mà tối Israel là không có muốn giảng cho người ngoại quốc, chỉ xem họ là những người mà bị kỳ thị rồi, là ô uế. Nhưng mà thắp lên mặt thái bày tỏ thì họ đến để giảng cho người. Philip đến xứ Mary giảng. Amen. Philip được Thánh Linh chỉ dẫn đến chạy theo và qua Ethiopia và châu Phi có hội thánh của Chúa. Amen. Mà chúng ta có nhìn thấy nó vô cùng tuyệt vời, vô cùng rất là siêu nhiên. Như vậy thì mục đích của Đức Chúa Trời là chương trình cứu rỗi, và đó được gọi là ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu rao giảng phúc âm cứu người, làm nhiều phép lạ cứu người, chữa lành cứu người, đem con người ra khỏi tội lỗi và chết thay cho loài người, thì các môn đệ của Chúa Giêsu cũng tiếp tục hành động y như Chúa Giêsu đã làm mà lớn lao hơn nữa. Chúa Giêsu chỉ làm tại Israel mà thôi, các môn đệ lúc đó chỉ làm tại Israel mà thôi, nhưng mà qua công vụ các sứ đồ thì bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Và phải nói lời của Chúa Giêsu đó là ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và những việc vĩ đại hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Và các môn đệ của Chúa Giêsu đã làm qua công vụ các sứ đồ từ nước này cho đến nước khác, thế giới mà bây giờ bất bớ vô cùng lớn lao.
Dân Israel bắt bớ đạo Chúa, Do Thái giáo bắt bớ đạo Chúa, chính quyền bắt bớ đạo Chúa. Nhưng mà đạo Chúa cứ càng ra tay giải quyền ăn mà phép lạ, đến nỗi chinh phục cả đế quốc La Mã trở lại cùng Đức Chúa Trời. Amen. Đây là mục đích. Và ngày hội thánh ngày hôm nay, mục đích của chúng ta là gì? Mục đích của chúng ta bắt đầu tin nhận Chúa Giêsu, nhận được sự chữa lành, nhận được phép lạ, chúng ta sốt sáng lập chứng rất là mạnh mẽ. Nhưng sau thời gian rồi bắt đầu an tọa, đúng không? Bắt đầu an tọa, đúng không? Những người làm chứng đầu tiên ở đâu rồi? Những người sốt sáng ngày xưa đã làm chứng, bây giờ ở đâu rồi? Bây giờ chẳng lẽ là không làm môn đệ Chúa Giêsu nữa sao? Chúng ta trở về vô à? Chúng ta nhớ rằng là Phi Giê Rơ có muốn trở về vườn, muốn có muốn là trở lại đánh cá đi nữa, đủ 7 anh em đi đánh cá đi nữa, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn đến để tiếp tục phục hồi đời sống của họ. Amen. Ngài tiếp tục phục hồi lại đời sống của họ. Tôi nói với tất cả anh chị em, chúng ta đã quên đi mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta đã quên đi đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ kìa. Thì bây giờ Ngài nhắc nhở lại anh chị em, Ngài muốn phục hồi lại tất cả anh chị em để chúng ta tiếp tục nhận mục đích này. Vì sự kêu gọi trên trời, chúng ta đồng ý điều này không? Hậu thánh của Chúa không những đi ra trong đất nước Việt Nam là thật thôi, nhưng mà hậu thánh của Chúa cần phải được sai đi khắp nơi trên thế giới nữa. Bởi vì Chúa Giêsu đã công bố khi chúng ta nhận lãnh quyền phép Đức Thánh Linh thì chúng ta bắt đầu từ Jerusalem, nhưng mà chúng ta đi khắp nơi trên thế giới nữa. Amen. Phải là như vậy, chúng ta phải cứu mang, chúng ta phải nhắm mục đích lòng của chúng ta giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giảng dạy chữa lành nữ quỷ và Ngài làm nhiều phép lạ, Ngài chết cho họ, thì chúng ta cũng giảng dạy dạy cứu họ và sẵn sàng chết cho họ. Các con đệ của Chúa Giêsu có sẵn sàng chết vì Chúa Giêsu không? Sẵn sàng chết vì tội nhân không? Tôi thì chém đầu, người thì đóng xin lên thập tự giá, tôi thì ném vào hang sư tử, người thì cách này cách kia bị giết chết. Họ sẵn sàng theo Chúa Giêsu. Đã là môn đệ của Chúa Giêsu rồi thì không bao giờ quay lại làm con người. Amen. Amen. Chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện đó là phụ. Nên có làm là phụ thôi. Một việc chính của chúng ta thì lúc nào chúng ta hơn nhân nhượng, hay nhân nhượng, đó là chúng ta làm phụ nhưng mà trở thành chính mục. Phải vậy không? Có phải là công việc làm ăn chúng ta trở thành chính thức và môn đệ của Chúa Giêsu là phụ, đúng không? Phải vậy không? Bây giờ hãy thay đổi, môn đệ của Chúa Giêsu là chính thức. Amen. 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 Bất cứ lúc nào làm chứng chữa lớn làm. À, có nhiều người đâu không biết gì đâu, cứ đi theo giống như anh Rê vậy, đi theo. Cứ dẫn người ta đi tới hội thánh thôi, dẫn người ta tới mục sư, hay là trong nhà của mình gần anh em nào đó, anh em nó giỏi về cầu nguyện, giỏi về được ơn chữa lành gì đó, dẫn đến những người đó để cầu nguyện để chữa lành, được không? Được, không có gì khó cả. Hãy để cứ lại đi, cứ kêu gọi họ. Và chúng ta biết những gì chúng ta làm chính là họ đánh của Chúa được chữa lành, người này người kia được chữa lành, người kia được cứu, cuộc đời thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, thì chúng ta cần phải nhớ điều này. Amen. Cần phải nhớ điều này. Mục đích là cứu người. Amen. À, Chúa Giêsu đã nói rất rõ là thần của Chúa ngự trên ta, là sức dầu cho ta là giảng tinh thần để giải thoát, để đem sự tự do cho những người nô lệ thuộc về Satan, thuộc về tội lỗi, bệnh tật, ốm đau, tiền bạc, thú thử, là giải phóng hoàn toàn những người đó. Và tất cả những môn đệ của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục theo nốt của Chúa Giêsu, là giảng phúc âm để giải phóng người khác. Amen. Giảng tin lành để giải phóng người khác, chữa lành để giải phóng người khác, đuổi quỷ để giải phóng người khác, bày tỏ quyền năng ra để giải phóng. Amen. 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 Trong Luca 12 anh chị em có nhớ là có một cái người đó đến với Chúa Giêsu rằng là xin Ngài xử cho tôi trong gia đình đó, rồi có những của cải vật chất, xin Chúa xử cho tôi. Thì Chúa nói là ta không phải là một con của bà để xử cho các ngươi đâu, ta không. Nhưng mà Chúa dạy về cái gì đem ra linh hồn ngươi đòi lại thì sao? Của cải như để lại cho Chúa không có xử mấy điều đó nha. Đấy, cái Chúa không có xử.
Nhưng mà Chúa nói rằng là hãy tin nhận Chúa Giêsu để được cứu. Không phải là của cải, không phải là vật chất. Đừng có để nó đến hàng đầu. Amen. Hãy dẹp bỏ nó qua một bên, hãy lo cho linh hồn của mình đi. Amen. Chúng ta phải nhớ điều này. Vì điều đó nên ta phải đi. Ta phải lấy cái làm gì kia. Làm đây cái mục đích của chúng ta là tất cả mọi nan đề của anh chị em Chúa sẽ giải quyết. Hãy nói với Chúa chứ đừng có nói với mục sư. Anh chị em amen được không? Họ nói với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là người giảng cho mình mà. Chúng ta đừng có nói với Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời chỗ này. Chúa Giêsu là người giảng cho mình. Này ngài không xử mấy vụ kia. Vụ mấy cái vụ thì gì trong gia đình của mình á, cần kiện thư cần cái gì đâu, quỳ gối với Chúa. Chúa sẽ làm tất cả mọi điều đó cho chúng ta khi chúng ta quỳ gối kêu xin với Chúa. Amen. Chứ đừng nói hồ sơ. Có nhiều người cũng dân mình hầu việc Chúa nhưng mà con của con đi học, bây giờ con đóng tiền rồi, con có gì ăn hết, chuyện đó nói với Chúa. Amen. 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 Mấy ngày gần đây tôi thấy một cái chuyện nhìn thầy cơ. Không kêu Chúa, không kêu thầy. Thầy ơi. Tại sao không kêu Chúa, kêu thầy? Thầy giảng đi mà. Phải không? Nhưng mà chúng ta phải đi. Đừng có quấy rầy trong những cái tình trạng gia đình của mình thiếu thốn mọi này, lại kia. Tôi nói về những người ăn gì uống gì học gì. Chúng ta hãy quỳ gối với Chúa, tin cậy Chúa là Chúa cấp cho chúng ta. Đừng có quay lại những con người giàu mặt. Amen. Này Chúa Giêsu cũng không có giải quyết những cái vấn đề đó. Chúa Giêsu tiếp tục ra dạy của bằng thầy Chúa. Amen. À, nên chúng ta cần phải hiểu được điều này. Chúng ta cần phải kết quả cho Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta hiểu được môn đệ của Chúa này. Amen. Và khi chúng ta hiểu được là những học trò, là những người em của Chúa Giêsu, cùng bước vào cánh cửa của Chúa Giêsu, cùng làm việc với Chúa Giêsu, và cái công tác này, chức vụ này là vô cùng lớn lao, vô cùng vĩ đại, vô cùng cao quý trước mặt của Chúa Trời. Đây là việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, chứ không phải là tôn giáo hay hội thánh kêu gọi. Và điều thứ hai là điều kiện để làm môn đệ Chúa là chúng ta phải từ bỏ. Amen. Và Chúa là số một. Và cũng từ bỏ mọi thứ và từ bỏ chính bản thân của mình luôn. Amen. Không phải là tôi nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Amen. Hãy từ bỏ. Chưa đủ. Phải bắt học từ giá. Amen. Hãy bắt học từ giá. Đừng có chấp lại học từ giá. Ai nói hành mình đừng có nổi giận, đừng có cãi lại. Ai nói vu khống mình đừng có bênh vực mình. Chọn cái gì? Amen. Được không? Được không anh chị em? Cho nó chết thật rồi. Chứ đến khi người ta buông khóc mình là tức lắm anh chị mà. Đúng không? Tức lắm á. Nhưng mà và có nói này, làm điều gì cũng tạ ơn Chúa. Amen. Vì ý muốn Đức Chúa Trời trong cái sự đi đâu anh chị em là như vậy. Làm điều gì cũng tạ ơn Chúa hết. Có nghe những cái điều mà nó muốn mà tạ ơn sao được. Nhưng mà Chúa bảo tạ ơn Chúa đi. Mà khi chúng ta tạ ơn thì khách lạ sẽ ra đó. Amen. Quyền năng trong sự tạ ơn mà. Hãy tạ ơn Chúa. Và chúng ta cũng biết được thập tự giá của Chúa Giêsu, thập tự giá của mình là thế nào. Và qua thập tự giá Chúa Giêsu kết quả như thế nào. Thì qua thập tự giá chúng ta kết quả thế nào. Amen. Mà tôi nói với anh chị em nào mà chưa có kết quả là chúng ta chưa qua thập tự giá. Amen. Có một số người là nhắn thập tự giá kết quả rồi sau đó là phần thứ đó là bỏ cái chức vụ của mình là môn đệ của Chúa Giêsu là rất là tiếc, vô cùng thương tiếc, báo biên luôn. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phải thấy cái kết quả khi ta sống của chúng ta. Nếu chúng ta không kết quả, không phải các người chọn ta thèm là ta chọn các người để các ngươi đi và kết quả trái các ngươi thường đầu luôn. Amen. Kết quả
kết quả. Kết quả chúng ta mới nói được. Nếu mà Thánh Đô Công Đoàn tại Việt Nam không kết quả bằng những quyền năng và phép lạ, bằng những con người tệ nạn xã hội được giải cứu, được chữa lành, biết bao nhiêu người nghiện rượu, nghiện đủ mọi thứ được giải cứu, được chữa lành, thì chúng ta không kết quả thì chúng ta có thể gọi là môn đồ của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Chúng ta cùng đứng lên. Ai cũng là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta giơ tay. Chúa Giêsu của chúng ta đã đi trước chúng ta. Chúa Giêsu của chúng ta để lại một tấm gương cho chúng ta, một cái tấm gương rao giảng phúc âm, chữa lành đuổi quỷ, một đời sống là một gương mẫu đức tin. Và bây giờ Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài có hai danh hiệu. Khi Ngài sống lại, Ngài vẫn tiếp tục là Chúa Cứu Thế Giêsu và Ngài là Đức Chúa Trời. Đây Ngài đang hiện diện ở đây. Ngài là đấng toàn năng. Ngài là đấng toàn tri. Ngài là đấng toàn tại. Thánh Linh đang ở đây. Ngài Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Ngài cũng đấng toàn năng. Ngài là đấng toàn tri. Ngài là đấng toàn tại. Không có gì khó cho Đức Chúa Trời. Tất cả mọi việc của chúng ta Ngài làm được hết. Không có gì khó. Nếu chúng ta thấy khó, chúng ta không thi hành thì Ngài không làm được qua đời sống của chúng ta. Ngài biết đời sống của chúng ta cần gì, ăn gì, uống gì, mặc gì, Ngài biết hết. Nên để cho Ngài làm đi. Hãy tin cậy Ngài. Ngài đang ở đây. Và mọi năng lực của anh chị em lo nghĩ, Ngài làm, Ngài sẵn sàng làm cho anh chị em. Chúng ta giơ tay lên. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Thánh Linh của Chúa sẽ đáp bảo trên quý vị. Để rồi ai thấy chúng ta thật sự là môn đệ cho Chúa Giêsu, giống Chúa Giêsu và kết quả như Chúa Giêsu đã kết quả và lớn lao hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, Ngài nhìn thấy hậu thánh của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Ngài nhìn thấy từng người một trong chúng con, bởi vì Ngài là đấng toàn tri. Ngài biết trong lòng anh chị em của con yếu đuối như thế nào. Ngài biết họ đang làm gì. Ngài biết khi họ ngồi, khi họ đứng dậy. Họ có thể đi nơi này, đến nơi kia, Ngài nhìn thấy, bởi vì không gì giấu khỏi mặt Ngài. Dù chúng con thấy những hòn đông bay qua tận cuối cùng biển, nơi đó cũng có Ngài. Thế chúng con xuống con phụ Ngài mọi lần, hãy lên trời Ngài mọi lần tất cả. Ngài là tấm còn. Và nhiều năng đề trong cuộc sống anh chị em con, vì trong anh chị em con muốn giải quyết điều này, giải quyết điều kia, nhưng họ làm không được. Nhưng mà Ngài là tấm toàn năng. Vì anh chị em con đi ra, nhiều người bị quỷ ám, nhiều người đang bệnh tật, anh chị em con muốn giải quyết. Chỉ cần Ngài ban cho nên con có đức tin, và qua đức tin anh em con hành động, thì Ngài sẽ làm phép lạ. Ngài là đấng toàn năng, không có gì khó cho Đức Chúa Trời. Ngài đã làm qua Chúa của Thánh Giêsu, thì Ngài đã làm qua hậu thánh của Chúa ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng thánh luân của Đức Chúa Trời đổ xuống đầy dạy trên tất cả quý mạng trên con các bạn ở đây. Ngài xuất dầu cho họ, Ngài xuất dầu cho họ bằng thánh luân của việc phép. Ngài thấy ra đức tin cho đời sống của họ và chính thánh luân của Đức Chúa Trời thúc giục họ để đi ra. Khi họ gặp ai đó bệnh tật, họ gặp ai đó có những nan đề, thì Chúa động lòng thương xót. Và qua cái sự động lòng thương xót đó, họ hành động và phép lạ phải xảy ra để giải cứu những con người ở trong tệ nạn xã hội, giải cứu những con người ở trong tội lỗi, giải cứu những người ở trong bệnh tật, giải cứu với những người ở trong những năng đề tử thần. Họ đang tiếp tục giải phóng họ ra khỏi tội lỗi, ra khỏi quyền lực của Satan trong danh Chúa Giêsu Christ. Còn trước cuộc nào thánh của Ngài, còn công bố sự xuất vào bằng thánh linh và quyền năng ở cái hội thánh của Chúa ngay thì giờ này. Tác độ cái mỗi một chúng con, tác độ đến tất cả những người buổi sáng hôm nay cùng thờ phượng với chúng con dù ở xa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, thánh linh của Ngài đến, thánh linh của Ngài đến, quyền năng của thánh linh Ngài đầy dẫy trong họ, ơn của Ngài đầy dẫy trong họ, lửa của thánh linh cháy trong đời sống của họ, và Ngài sai họ đi ra, và Ngài cũng đem những con người có năng lực đó đến với họ để họ là những người giải quyết bằng quyền năng thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, các môn đệ đi ra khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ, xác chứng lời họ bằng dấu kỳ và phép lạ. Các môn đệ đi ra khắp nơi để truyền giảng tin lành, thì Ngài cũng làm việc với họ, xác chứng lời họ bằng những dấu kỳ và phép lạ. Con cảm ơn Ngài. Ngài luôn luôn đồng hành, Ngài luôn luôn xác chứng cho những môn người đi ra. Chúa ơi, chúng con biết rằng trong những ngày tháng trôi qua,
chúng con cứ ngồi và không đi ra, thì phép lạ không có xảy ra trong đời sống chúng con. Ngài ưu tiên hàng đầu cho các môn đệ đi ra làm chứng nhân cho Ngài, đi ra để đặt tay, đi ra để giải phóng những con người ở trong tội lỗi ra khỏi ma quỷ, để trở thành con của Đức Chúa Trời, để trở thành môn đệ của Chúa của Thế Giê-xu. Ngay bây giờ trong đêm Chúa Giê-xu đi, con công bố rằng hầu thánh của Chúa từng ngay cho đi sẽ làm chứng nhân cho Ngài, chứng nhân cho Ngài và được sai đi khắp nơi trên thế giới để rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời, để đem sự giải phóng cho tất cả những con người tội lỗi nô lệ cho Satan, ra khỏi cả bệnh tật, ra khỏi nghèo đói, ra khỏi tất cả những năng lực để họ có thể trở thành con trẻ tốt cho Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn cha. Xin khẳng chứng trên từng người một trong buổi sáng hôm nay, con cảm ơn Ngài, con dâng hầu thánh trong tay Chúa và hãy con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.